Bữa nay mình review tiếp cái bộ LG 43 7 bóng. Thì bộ này gồm 3 cây, mỗi cây 7 bóng 3V. Dài 83 cm. Dài quá. Hút ra ngoài luôn rồi. Thì LG mà 43 inch mà 7 bóng á thì gần như là nó chỉ xài bộ này thôi. Đây socket của LG đây. Socket LG đặc trưng. Không nhầm lẫn được. Gồm 3 cây 7 bóng. Cái mã nó thì đây mã đây. Cái đợt hàng này mình về thì cái mã này thì tương đối không thông dụng. Mình Google vẫn ra nha, nhưng mà nó không thông dụng bằng cái mấy mã của đợt trước. Cái mã đợt trước thì nó ghi là LC43490059 như nè. Nó còn nhiều mã khác nha, như cái mã LC43490059 này thì mình sẽ thấy nhiều hơn. Còn mã NSC nè 430DM 7 led này nè, thì cái đợt hàng mới nè. Thực ra cái mã này là do cái thằng nó sản xuất đó, nó đặt tên thôi. Còn ví dụ như mấy cái bộ chuẩn đó, thì nó đặt tên theo cái hãng sản xuất ban đầu. Còn những cái mấy cái mã sau là do những cái thằng sản xuất led thay thế này nó đặt tên. Cho nên là nó cũng bắt nháo lắm. Thì cái cứ 43 inch mà 7 bóng á thì nó đa phần nó xài chung. Áp dụng cho thằng 43UK 6340 hay là 43UZ gì đó, UZ 6003, UZ gì đó. Mình ở đây mình ghi là UZ XX luôn nè. Rồi 43NLZ 5500, nói chung là 43 inch mà 7 bóng á, nguyên một cây dài là nó xài bộ này chắc chắn luôn, mình cũng bán rất nhiều rồi. 43 inch á thì nó còn một cái loại nữa là nó cũng 3 cây 7 bóng nhưng mà nó cây nó lợi là một đoạn là 4 bóng, một đoạn 3 bóng. Thì cái loại nói đó thì nó hơi lệch lệch lỗ chút xíu, nhưng mà cái loại nói thì nó lại sản xuất là có khi thì nó sản xuất là một loại nói, có khi nó sản xuất một cây dài luôn, thì cái đời đó thì nó hơi khác chút xíu nha, nó không thông dụng bằng thằng này. Còn nếu mà cái máy zin mà 3 cây 7 bóng thì chắc chắn là xài bộ bộ này nha mọi người. Mình gọi tên của nó là 43 inch 7 bóng hay là 43UK 6340 vậy đó. Thì Linh mình bán hàng thì mình cứ để một cái tên bất kỳ nào đó là bao nhiêu 43UK 6340 hay là 43LC 5500 gì đó, nhưng mà thật ra nói chung hết 43 7 bóng là nó chung hết cho bộ này nha. Còn nếu anh em nào gặp cái ba dãy mà nói qua 3 cộng 4 thì nó hơi khác chút xíu nha, khác chút xíu so với bộ zin mà 3 cây dài này. Anh em có thắc mắc hoặc là muốn mình review tiếp theo cái bộ led nào á thì anh em để lại comment bên dưới nha, mình sẽ lần lượt mình làm mấy cái video clip review.